chào các anh em, mình là Duy Mạnh. Như cái tên của mình, khi hát trên sân khấu cũng như mạng xã hội, mình muốn hướng đến sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo thời gian và tuổi tác, có những lúc tôi cảm thấy không mạnh bởi lịch diễn dày đặc khiến cơ thể suy nhược. Chức năng đàn ông suy giảm khiến tôi trân trọng nhiều đêm. Rất may là bạn bè đã giới thiệu tốt men đến với tôi. Dù đã 40 tuổi, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất là mạnh mẽ và rất nhiều phụ nữ thích tôi, không đơn thuần chỉ là giọng hát. Đã chơi là cái chất, tốt men chắc chắn sẽ không làm chị em phụ nữ thất vọng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.